Xin chào các bạn, trước mặt chúng ta là một cây phi lao. Vâng, một cây phi lao rất to. Cái cây này thì nó được đặt trên một cái chậu lớn có nước, chứ các cái video trước mình đã từng nói với các bạn rồi. Thật cái cây phi lao ấy, cái lượng đất của một trong chậu thì nó rất là ít, nên thông thường là các nhà vườn hoặc là các người chơi cây ấy, họ hay để trên một cái khay, hay là một cái khay cái nhỏ hơn cái này cũng được, không sao cả. Nhưng ý muốn nói là họ sợ kiểu như là tưới không đủ nước ấy, không đủ nước cây sẽ chết, tại vì cái lượng đất ở trên cái chậu này nó rất là ít, khi tưới thì không đủ cho cây, để cây nó phát triển. Nó thiếu nước thì nó bị chết cành chết tay. Cây này khá già rồi, họ lá rất già. Các bạn có thể nhìn phần ngọn, họ làm rất già rồi. Các tay chi họ bẻ rất kỹ. Cái cây này thì nó có một cái đặc điểm là thích như thế này. Có một cái đặc điểm là các bạn nhìn cái tay này, các bạn nhìn cái tay dưới nhá. Đây này, đây tiếp tục họ bẻ tán đây này. Họ tiếp tục họ bẻ tán đây này. Các cái tay này là họ sẽ tiếp tục bẻ tán ra. Họ đang nuôi. Đây nó sẽ bẻ lên như này. Bẻ như thế này ra để tạo tiếp cái tán gọi tán rơi. Tán rơi của cái cây này để tạo sự cân đối cho cây. Đấy, toàn bộ phía mọc rông ở phía dưới. Để họ đợi họ bẻ. Họ bẻ lên thì họ bắt buộc họ phải dùng cái dây nhôm như này thôi. Các bạn nhìn này. Đây cái dây nhôm như này. Đó, cái dây nhôm này để họ làm tay. Cho đi ngang xong đầu khi nó cứ mọc lên là họ cắt. Họ tỉa răm nó xong. Nói chung một cái cây đẹp phải đợi phải có 5 tháng. Phải có 5 tháng. Anh nào đây nhỉ? Anh nào đi ngang đây cho ngủ. Tán bông họ làm rất đẹp, rất đẹp. Bây giờ mình sẽ quay toàn cảnh của cái cây phi lao để các bạn xem. Vâng. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn trong video clip sau.